Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long. Tập 69. Chương 681. Mẹ của Karen. A. Thấy Karen phản ứng nhạt nhẽo, Richard cũng không tức giận, ngược lại chủ động nhích gần qua phía Karen, nhỏ giọng nói, anh bạn, à không, Karen, người lớn trong nhà cậu giữ chức vụ gì? Vì sao hỏi tôi việc này? Muốn kết giao người bạn như anh chứ sao nữa? Vậy thì là tôi với cao cậu rồi. Hứ, còn giữ bí mật với tôi à? Richard phun ra một vòng khói tròn, ném đầu lọc thuốc còn lại xuống dưới đất. Lại lấy thêm một điếu từ trong gói thuốc rồi châm lên, đồng thời hỏi Karen, anh không hút thuốc lá thì mang theo gói thuốc với bật lửa để làm gì? Là để chuẩn bị cho loại người như cậu đấy. Phụt, a a a a, ha 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 ha. Richard cười phá lên. Karen cũng không biết hắn ta đến cùng đang cười vì cái gì. Phía trước, Karen trông thấy từng tiểu đội đòn roi kỷ luật tiến vào canh giữ nơi này, bắt đầu tiến hành duy trì trật tự xung quanh. Cho dù là cục cảnh sát ở tòa nhà ngay phía trước, nhưng xung quanh cũng không tìm thấy bóng dáng của bất cứ cảnh sát nào, lực lượng của thế tục không cách nào tiến vào nơi đây. Chỉ là, Karen không nhìn thấy bóng dáng tiểu đội của mình, sớm biết thì lần trước không nên trả cái vỏ sò kia lại cho Fanny. Nhưng bữa tiệc đêm nay chắc chắn sẽ bị hủy bỏ, xảy ra chuyện lớn như vậy ở cao ốc giáo vụ, tiểu đội của mình chắc chắn cũng không thể ngồi không. Lúc này, Karen cảm giác được phía sau mình xuất hiện một bóng người, anh quay đầu nhìn lại về phía sau, trông thấy một người phụ nữ gương mặt lạnh lùng mặc thần bào đang đứng sau lưng mình. Đường vân trên thần bào của người phụ nữ cho thấy thân phận của bà ta là thuật phán quan. Karen lập tức đứng người lên, hành lễ với bà ta, thưa đại nhân. Ồ! Richard đứng dậy hô, đồng thời vứt điếu thuốc vừa châm xong lúc nãy xuống dưới đất. Cháu không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, cô à, cha cháu bên kia. Cô biết, người phụ nữ rời ánh mắt sang Karen, thân phận của ngươi là? Thuộc hạ là thần bộc dưới quyền của thẩm phán quan Pavaro, Karen, Silva. Karen còn có một thân phận nữa là thành viên của tiểu đội đòn roi trật tự, nhưng anh vẫn lựa chọn nói ra thân phận thần bộc, bởi vì cái thân phận này đồng nghĩa với hiền lành và vô hại. Ha ha, cô à, anh ta là bạn mới của cháu. Nói xong, Richard còn tiến đến trước nhìn Karen, lại nhìn cô của mình mà nói, vừa nãy cùng cháu khiêng cáng cứu thương, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp trai, đúng không? Cũng đẹp trai như dượng lúc còn trẻ. Cháu có thể nói với mẹ mình, cũng đẹp trai giống như cha cháu lúc nhỏ. Không thể nói như vậy, dung mạo của cha cháu cũng không dễ nhìn. Nếu không thì mẹ cũng không thà ở lại thành phố Sangpu hơn là triệu hồi đến đây, là do chê dáng vẻ của cha cháu qua xấu. Cô sẽ đem lời tán dương của cháu dành cho cha mình, nói cho ông ấy biết. Cháu cũng không sợ đâu, cô thương cháu nhất mà. Lần sau nếu không có việc gì, không nên chạy loạn khắp nơi, rất nguy hiểm, dạo này có rất nhiều việc xảy ra, ở ngoài rất nguy hiểm. Cháu chỉ tiện đường đến đây lãnh tiền trợ cấp rồi mua cho cô vài món trang sức thôi mà. Không phải sinh nhật của cô cũng sắp đến rồi hay sao? Ánh mắt của người phụ nữ nhìn về phía nơi xa, nói, cháu về sớm một chút, cô còn có việc cần làm. Nói xong, bóng dáng bà ta hóa thành luồng khói đen bay về hướng cha của Richard. Anh có lái xe tới không? Richard hỏi Karen. Ừm. Vậy thì tốt, xung quanh chắc chắn cũng đã bị phong tỏa, tôi không bắt xe được. Karen chỉ về đằng xa, nói, cậu có thể chạy xa một chút là có thể bắt được xe. Tôi nói này, vừa nãy anh cung kính với cô của tôi như vậy, làm sao đối xử với tôi lại tùy tiện thế? Bởi vì chúng ta đều là thần bộc. Tôi đã nói rồi, tôi là thần mục. Tôi chỉ nhìn vào giấy chứng nhận. Ai nha, thật là. Richard trực tiếp đi lên khoác bả vai Karen, chở tôi về nhà đi, mệt mỏi quá, không muốn quốc bộ. Karen hơi nghi ngờ mà nhìn cậu ta một chút, hỏi, chúng ta chỉ vừa cùng nhau khiêng cáng cứu thương mà thôi. Tôi cũng không biết vì cái gì, tôi cảm thấy rất thân thiết đối với anh. À, xin anh cứ yên tâm, tôi có bạn gái, cho nên không phải loại thân thiết kia đâu. Nhà cậu ở đâu? Phố Bạch Lộc, cách nơi này cũng không xa lắm, tôi mời anh vào nhà uống cà phê. Karen không đáp ứng mà đi về hướng xe của mình, Richard cũng đi theo tới, chờ sau khi Karen ngồi vào sau vô lăng, hắn cũng rất tự nhiên mà ngồi vào ghế lái phụ. Richard cười nói, đương nhiên,
Nếu như anh muốn mời tôi đến nhà uống cà phê cũng được, tôi rất sẵn lòng. Karen có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, bình thường mà nói, người khác phải đi nịnh bợ loại công tử này mới đúng, kết quả tên này không biết vì sao lại dính vào mình. Không có cách, Karen chỉ có thể lái xe đến phố Bạch Lộc, Richard chỉ vào hướng nhà của mình, là một căn biệt thự, xe có thể trực tiếp chạy vào gara dưới tầng hầm. Bạn bè tới chơi, chắc chắn phải vào trong nhà ngồi một chút, không phải sao? Richard giúp Karen tắt máy xe. Karen do dự một chút, vẫn là bước xuống xe, đi theo Richard từ nhà để xe đi lên cầu thang tới phòng khách. Bố trí của phòng khách rất hoài cổ, bày biện cũng rất có phong cách. Muốn uống chút gì đó không? Nước đá. Được rồi, chờ một lát. Richard đi vào phòng bếp, một căn biệt thự lớn như vậy, tựa như cũng không có hầu gái, nhưng là vài chỗ trong nhà có đặt mấy bức tượng, tạo một cảm giác đặc biệt. Cho Karen, chắc là trận pháp phòng ngự, nếu như không có Richard dẫn đường, tự mình bước vào đây, rất có thể sẽ gặp phải tấn công từ trận pháp. Karen đi đến trong phòng khách, bức tường phía trên lò sưởi có đặt một khung hình gia đình rất to. Ảnh chụp cũng đã có tuổi rồi, bên trong cũng không có Richard, mà là một ông lão đang ngồi, đằng sau có hai nữ một nam đang đứng, chắc hẳn là con cái của ông ta. Người đàn ông dáng dấp rất giống với Richard, chắc là cha của Richard, người nữ bên phải ngoài cùng là bộ dáng lúc còn trẻ của vị thuật pháp quan lúc nãy. Nhưng, người nữ ở phía bên trái kia, Karen xích lại gần, cẩn thận quan sát, anh cảm thấy có chút quen mắt. Nhìn một chút, trong đầu Karen bỗng nhiên hiện lại một cảnh tượng, đó là lúc Ranedan muốn cướp đoạt cơ thể này, mình tiến vào một giấc mộng, trong giấc mộng đó. Có một nam một nữ nằm kế bên người mình, chính là bởi vì hai người này bảo vệ cho mình, mới giúp mình không bị Ranedan cướp đoạt cơ thể thành công. Mà người phụ nữ ở bên trái trong bức ảnh này, cùng với người phụ nữ trong giấc mơ của mình, dáng vẻ giống nhau như đúc. Tôi cũng không biết vì cái gì, tôi cảm thấy anh rất thân thiết. Bên tai Karen vọng lại câu nói lúc nãy của Richard, lúc ấy anh còn cảm thấy đầu óc của tên công tử này có phải bị bệnh rồi hay không. Bây giờ Karen mới ý thức được, đầu óc của cậu ta không bị bệnh, cảm giác thân thiết đó, quả thực cũng có nguyên nhân, chỉ là bản thân cậu ta cũng không biết vì sao, bởi vì cậu ta là em họ của mình. Chương 682, lựa chọn của em họ, 1. Lúc này, Richard bước ra, trong tay bưng hai ly nước đá, đem một chén đưa cho Karen, thấy Karen đang đứng nhìn ảnh chụp, cậu ta chủ động giới thiệu nói, đây là ông nội tôi, đằng sau là cha tôi, bên phải ông ấy là cô, vừa nãy anh cũng có gặp qua, còn vị phía bên trái kia là bác gái của tôi. Bác gái của cậu giữ chức vị gì? Karen hỏi, bà ấy chết rồi. Richard nói, trước lúc tôi sinh ra, bà ấy đã chết, ông nội với cha bảo với tôi như thế. Trước lúc cậu sinh ra thì bà ấy chết rồi à, vậy tôi thì từ đâu chui ra? Karen bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là cha mẹ của mình, cũng không để lại bất cứ ảnh chụp nào. Đương nhiên có thể cho rằng là vào thời đó việc chụp ảnh vẫn chưa lưu hành phổ biến, nhưng nhà Inmerice lẽ ra cũng không thể thiếu một cái ảnh chụp chung gia đình chứ. Với lại, cho dù xem như không có ảnh chụp, cũng có thể giống như mấy nhà giàu có bình thường tìm họa sĩ vẽ một bức chân dung chứ. Nhưng trong nhà của mình thì Karen cũng không tìm ra bất cứ di vật nào mà cha mẹ để lại. Trong trí nhớ của chính Karen, bởi vì cha mẹ qua đời khi còn bé, ký ức và ấn tượng liên quan đến họ cũng đã mơ hồ từ lâu, thứ duy nhất còn giữ lại. Đó là chính mắt nhìn thấy cảnh ông nội tự tay giết chết cha mẹ mình, vì thế mới để lại một bức tranh vẽ vô cùng trừu tượng trong bút ký. Cho dù trong lúc nói chuyện cùng với chú Ma Sơn và cô Winnie, cũng có thể phát hiện bọn họ cũng biết rất ít về mẹ của mình. Trong này có một phần nguyên nhân rất lớn là do chú Ma Sơn và cô Winnie đã rời khỏi nhà từ sớm, theo đuổi sự nghiệp và cuộc sống mình muốn. Bọn họ vào lúc đó, trên căn bản cũng chỉ về nhà mỗi năm một lần, cũng không sống chung nhiều với anh và chị dâu của mình. Mấy năm sau khi cha mẹ mình xảy ra chuyện thì bọn họ mới bởi vì sự nghiệp và cuộc sống của riêng mình gặp biến cố mà lần lượt quay trở về nhà. Trong mấy năm này, việc vận hành của nhà tang lễ đều do một mình ông nội chịu trách nhiệm. Lúc này sau khi con trai và con gái về nhà, ông nội mới bỏ bớt những việc liên quan đến chuyên viên trang điểm xác chết và kế toán. Cho nên, chú Ma Sơn và cô Winnie cũng không thật sự từng sống chung một mái nhà với chị dâu mình. Karen cũng chỉ biết cha mẹ của mình đều là thẩm phán quan như nhau,
hai người trong một lần làm nhiệm vụ bị ô uế. Cuối cùng thì yêu cầu Dis giết bọn họ, Dis chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà giết chết con trai và con dâu của mình. Nhưng hình như vẫn giữ lại một phần linh hồn của bọn họ. Lúc buổi tối, Dis một mình ngồi trong phòng sách tháp nến, gặp con trai và con dâu của mình một lần. Cho nên, người trong nhà, ngoại trừ Dis, chắc hẳn cũng không ai biết lai lịch thật sự của mẹ mình. Không, còn có một người, hẳn là một con mèo mới đúng, nó cũng phải biết một chút. Nhưng PALL chưa từng tự nói qua việc gì liên quan đến mẹ của mình, là bởi vì nó biết mình không phải là mình. Cho nên nghĩ mình sẽ không có hứng thú đến chuyện liên quan đến mẹ của mình, hay là do cố ý không nói. Karen cũng không cho rằng PALL vì mục đích đặc biệt gì mà giấu giếm chuyện này trong lòng, bởi vì sự thật chính là chuyện này, nói cũng tương đương như không nói. Rốt cuộc thì Karen cũng không có khả năng giơ cái ly lên để cụng ly với Richard. À, em họ thân yêu của anh. À, anh họ thân yêu của em. Một màn này sẽ không thể nào xảy ra, bởi vì vốn dĩ Karen cũng không thể nào nói ra thân phận thật sự của mình. Toàn bộ trật tự thần giáo, đại khái chỉ có Rasma đã biết mình rời khỏi Julian, nhưng Rasma bây giờ đang trong một trạng thái rất kỳ lạ. Ông ta tựa như đang bắt chước cách ông nội ngưng tụ ra mảnh vỡ thần cách, cho nên ông ta cũng sẽ không đi báo cáo lên trên. Nhưng tình huống của ông ta lại rất đặc biệt, trên một mặt thì ông ta sẽ không đi mật báo, nhưng ở một phương diện khác, không thể tiếp xúc với ông ta. Karen từng dùng lý luận phân tích điểm và mặt về thần của nguyên lý thần giáo để thử lý giải trạng thái lúc này của Rasma. Nhưng mà, ngoại trừ Rasma là ngoại lệ, thân phận Karen Inmerais sẽ không thể nào được phép lộ ra trước mắt người khác, điều này sẽ tạo ra phiền phức lớn vô cùng. Chỉ là, cái phiền phức này của anh cũng rất đặc biệt, không giống cách người bình thường giải thích về phiền phức. Mặc dù mình ông nội mình từng cho nổ thần điện trật tự, còn treo một vị trưởng lão thần điện lên cây thánh giá, cũng bày tỏ thái độ vô cùng bất kính với thần trật tự. Nhưng là một khi thân phận của mình bị lộ ra trong trật tự thần giáo, vậy bọn họ trên căn bản sẽ đi cúng bái mình, bởi vì ông nội của mình còn đang ngủ, chứ không phải đã chết rồi. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 683, lựa chọn của em họ, 2. Như lần trước lúc Ophelia đến chỗ tổ chức buổi tiệc tại khách sạn Ankara, mình có thể ngồi. Còn mấy tên cháu trai của các vị chủ giáo như Leon hay Vicon cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh mà không ngừng nói lời nịnh bợ mình. Chỉ là nếu là làm như vậy, vậy con đường mà mình lựa chọn và tất cả nỗ lực của ông nội trước đây để trải đường cho mình sẽ đều uổng phí. Nếu nói theo một cách khác, người trong nhà của Richard rất có thể thật sự không biết hướng đi của mẹ mình, nếu không thì trong nhà của cậu ta cũng sẽ bị liên lụy bởi việc này. Cho nên, mẹ của mình cũng giống như PALL, cắt đứt quan hệ với gia đình, rời khỏi nhà. Karen bưng ly nước, ngồi xuống trên ghế sofa. Có một số việc, nếu không suy nghĩ đến, sẽ cảm thấy nó là chuyện đương nhiên, chỉ khi nào quay đầu thử nghiền ngẫm, sẽ lại phát hiện một tầng sự thật đang ẩn giấu dưới sự đương nhiên kia. Đầu tiên là cha mẹ mình bị ô uế, cho nên mới bị Dis giết chết. Như vậy, dạng ô uế gì mới có thể để cho ngay cả người như Dis bó tay, chỉ có thể lựa chọn dùng loại phương pháp cực đoan nhất để chấm dứt sự đau khổ cho họ. Dis luôn luôn coi trọng tình thân gia đình, sẽ không thể nào vì để che giấu cảnh giới của mình mà để con trai và con dâu của mình chịu sự đau đớn. Nếu quả thật có biện pháp, vậy thì ông ấy sẽ cố hết sức mình mà làm. Cho nên, cha mẹ của mình, đến cùng thì bị lây nhiễm loại ô uế gì? Có thể tiếp xúc đến nhiệm vụ có loại ô uế kia, nếu chỉ là thẩm phán quan bình thường, sẽ được tham gia sao? PALL vẫn luôn thích nói một câu, thẩm phán quan là chức vụ cao nhất của nhà Inmerais. Bởi vậy, cha mẹ mình thật ra cũng giống như Dis, là thẩm phán quan, nhưng thực sự cũng không chỉ là thẩm phán quan. Còn có một việc chính là chú Ma Sơn và cô Winnie không chọn kế thừa nhà tang lễ của gia đình, cũng chính là không muốn bước vào tầng lớp giáo hội. Đối với người con lựa chọn kế thừa sự nghiệp của gia đình như cha mình, tiêu chuẩn mà Dis đối đãi với ông ấy chắc chắn cũng sẽ không thấp hơn so với đứa cháu trai như mình. Dis có thể tự chọn lựa hôn thê cho mình, vậy có phải Dis cũng đã từng lựa chọn cho cha của mình? Nếu xem xét theo cách này, nếu mẹ mình cũng chỉ là một thẩm phán quan bình thường thì ngược lại có chút không bình thường. Ha ha,
Anh đang suy nghĩ gì đấy? Richard hỏi. Đang nghĩ đến chuyện của cao ốc giáo vụ, bây giờ bên ngoài chắc chắn loạn rồi. À, tất nhiên. Richard cười nói, một cái tát này quất vào trên mặt rất đau đấy. Cao ốc giáo vụ cũng không thuộc vào khu vực cấp cao của trật tự thần giáo ở thành phố York. Rất nhiều văn phòng ở trong thật ra cũng chỉ phụ trách quản lý các bộ môn cơ sở của giáo hội, còn những bộ môn và nhân vật cao cấp thì bình thường sẽ không xuất hiện ở đó. Ngay cả như Neo cũng chỉ xem nơi đó như một chỗ để hội họp lâm thời mà thôi. Nhưng nó đúng là biểu tượng của trật tự thần giáo ở thành phố York, sử dụng phương thức tập kích như thế này. Không thể nghi ngờ là một sự khiêu khích nghiêm trọng đối với uy nghiêm của trật tự thần giáo. Không, đã không phải chỉ là khiêu khích, đây là sự tuyên chiến. Không có bất kỳ cách nào để cứu vãn, cũng không có đường nào để lui bước, trừ phi trật tự thần giáo cam tâm buông tay khỏi quyền lực bá chủ thành lập từ đầu kỷ nguyên này đến nay. Nếu không tất nhiên sẽ triển khai sự trả thù không chết không thôi với kẻ tập kích, cho dù phe tập kích là một trong những giáo hội chính thống khác. Về phần của giáo hội Pamine, Karen đột nhiên cảm giác được loại hành vi vu oan rõ ràng như thế này. Rất có thể sẽ giúp cho Pamine giáo nhận được thời cơ để xoay chuyển tình thế, chỉ là một loại dự cảm, tạm thời cũng không có cơ sở bằng chứng gì. Anh có cần tắm rửa không? Richard hỏi, anh chắc là thích sạch sẽ lắm, lúc nãy nhấc cáng cứu thương tôi có cảm thấy được. Cảm thấy? Chi tiết, nhờ vào chi tiết, mặc dù anh cũng không để ý đến máu me và bụi đất vấy bẩn quần áo của mình. Nhưng một ít thói quen thì không sửa đổi được, nếu muốn tắm thì có thể lên lầu 2, tôi đưa cho anh quần áo mới của tôi. Không cần, tôi trở về nhà rồi tắm sau. Không cần khách khí, tôi đã nói. Qua, có lẽ tôi chỉ đơn giản là nhìn anh vừa mắt, không có ý đồ gì khác với anh đâu, anh cũng đừng nên hiểu lầm. Đáng chết, chính tôi đều không giải thích được mà bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tôi hiểu được, dù sao thì cũng thật sự là anh em. Karen biết, có số ít người trời sinh rất nhạy cảm đối với những người chung dòng máu, rất hiển nhiên rằng Richard là thuộc về loại người này. Thật không muốn tắm à? Ở chỗ tôi còn có mấy bộ thần bào mới chưa mặc qua, lúc đầu muốn lấy ra cho anh thay đấy. Thần bào. Chương 684, lựa chọn của em họ. À. Karen đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo ống tay áo của mình, có chút ghét bỏ mà nói. Được rồi, vậy thì tắm một cái đi, nếu không thì luôn cảm thấy cả người khó chịu. Lên lầu 2, tôi đi lấy quần áo cho anh thay. Cảm ơn. Karen đi lên lầu 2, cái nhà này hình như cũng không có mấy người ở đây cố định, thậm chí có lẽ chỉ có Richard và cha mẹ cậu ta sống ở đây. Mẹ của cậu ta còn không ở thành phố York, bây giờ thì cha cậu ta cũng có việc không thể trở về, cho nên trên cơ bản cũng chỉ có một mình Richard. Sau khi tắm xong, Karen trông thấy có hai bộ thần bào đặt ở trước cửa phòng tắm, anh đưa tay sờ sờ. Chất liệu vải còn mềm mại hơn cả tơ lụa, với lại ở trong chắc có khắc thêm trận pháp cỡ nhỏ lên. Chọn một bộ màu đen mặc vào trên người, lúc này cảm giác rất thoải mái, thử truyền một chút linh tính vào trong thì cảm giác được có 6 cái trận pháp được khảm lên trên bộ đồ này. Theo thứ tự là tự làm sạch, giữ ấm, chống cháy, chống nước, ẩn nấp, thanh tẩy. So với cái bộ mà mình đặt hàng kia, chắc chắn đắt hơn mấy lần. Nói đến thần bào, ngoại trừ một vài màu sắc đặc biệt đại diện cho chức vụ đặc thù, còn về phương diện màu sắc cũng rất tự do. Giáo hội là một thế giới coi trọng cấp bậc rất nghiêm ngặt, trong lòng mỗi người đều có sự kính sợ, cũng đều biết tự cân nhắc. Lúc Karen bước xuống lầu, trông thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Rất giống với người trong bức ảnh kia, nhưng có vẻ từng trải hơn rất nhiều. Ông ấy là cha của Richard cũng chính là cậu của mình, thuật pháp quan Aizen. Woman đang ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc Karen bước xuống cầu thang vào phòng khách, ông ta hé mắt ra, nhìn về phía Karen. Đại nhân, chào ngài, tôi được Richard mời đến. Karen hành lễ với Aizen. Aizen gật nhẹ đầu, cũng không nói chuyện. Đại nhân, tôi xin cáo từ trước. Aizen mở miệng nói, Richard đi mua bữa ăn khuya, nó bảo ta giữ cậu lại đây cùng ăn. Không cần đâu thưa ngài, tôi xin phép về trước. Đây là lần đầu tiên con trai ta dẫn bạn bè về nhà chơi. Aizen dùng giọng điệu bình tĩnh mà nói với vẻ chân thật không thể nghi ngờ. Vâng, thưa ngài. Karen chỉ có thể ngồi xuống trên ghế sofa, tự giới thiệu một chút về mình đi. Aizen tựa như là một cực đối lập với con trai của mình.
Ông ấy rất ghét khách sáo. Từ trong cách nói chuyện của ông ấy, Karen có thể cảm giác được một loại cảm xúc đau thương. Đó là cái loại cảm giác vì cố làm tròn trách nhiệm của một người cha, hoàn thành nhiệm vụ ân cần hỏi thăm bạn bè của con trai mình. Đây không phải là sự khinh thường từ trên cấp bậc. Mặc dù lấy địa vị của một thuật pháp quan để khinh thường một tên thần bộc, thậm chí là đi khinh thường một tên thẩm phán quan cũng đều là một chuyện rất bình thường. Người đàn ông đang ngồi trước mặt này có lẽ chức trách cai quản bộ môn khác nhau, nhưng trên địa vị chắc là ngang hàng với Dick. Karen cảm thấy ông ta chắc là có rào cản trong việc giao tiếp, trách không được mẹ của Richard ra ở riêng. Một cái ví dụ chính xác khác là chú Mason. Mặc kệ bất kỳ lúc nào thì chú Mason đều vui vẻ, cho nên dù việc làm ăn có thất bại, tình cảm với cô Mary vẫn rất tốt như cũ. Tôi là thần bộc dưới trướng của thẩm phán quan Pavaro, Karen, Silva, Pavaro. Aizen nhìn xem Karen, cấp trên của cậu, là một người không tệ. Nói xong, ông ta có chút đau đớn mà nhắm mắt lại. Karen trông thấy cơ bắp trên mặt của ông ta có chút run rẩy, lại cố mà nặn ra một câu, giúp ta chuyển lời. Thăm hỏi ân cần với ông ta. Được rồi, thưa ngài, tôi sẽ giúp ngài chuyển lời. Ô, Karen nghe được một âm thanh thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa như là nhiệm vụ, hoặc gọi là đóng vai người cha cũng đã hoàn thành. Sau đó, Karen và ngài Aizen chỉ ngồi ở chỗ đó, hai người cũng rơi vào một bầu không khí yên tĩnh kéo dài. Mãi cho đến khi Richard về đến nhà, trong tay cậu ta cầm về bữa ăn khuya mua được từ cửa hàng gần đó, lúc đi đường còn vừa nhún nhảy vừa ngân nga bài hát. Lúc này, một con quạ đen bay vào từ chỗ cửa sổ thông gió, đậu lên bả vai Aizen. Aizen mở miệng nói, có việc, ta đi trước, hai người cứ ăn đi. Karen chú ý tới, tư thế và động tác của con quạ kia đều hoàn mỹ mà dựa theo động tác đứng dậy khỏi ghế sofa và bước đi của Aizen. Nếu như là người khác sử dụng thuật pháp quạ đen truyền tin thì không thể nào có sự đồng bộ như vậy, trừ phi là quạ đen do tự mình gọi tới. Đây là tự mình gọi điện thoại để bảo mình đi ra ngoài sao? Aizen rời đi. Richard để đồ ăn vừa mua được lên bàn trà, mở hộp ra, cười nói, con người của cha tôi là thế đấy. Ông ấy cũng không phải là nhằm vào anh, cũng càng không phải là xem thường anh đâu, cho nên anh đừng để bụng làm gì, bởi vì ông ấy đối xử với tôi cũng giống như thế. Sẽ không? Vấn đề tâm lý của cậu nghiêm trọng đến thế sao? Ngay cả đối mặt với con trai của mình mà cũng có rào cản giao tiếp. Nếu thay đổi một góc độ khác để suy nghĩ, loại người như thế, vậy mà có thể ngồi lên vị trí thuật pháp quan, vậy thì thực lực của ông ấy mạnh đến mức nào? Đến, ăn bữa khuya đi. Được. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 685, lựa chọn của em họ, 4. Richard mua về là món thịt gà cuộn, thịt bò nướng cắt miếng và xúc xích, cộng thêm một phần salad rau quả. Lúc hai người ăn được một nửa, đồng hồ treo tường trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Ông nội tôi tới. Richard đứng người lên, đi ra trước cửa mở cửa. Ông nội của cậu, đó không phải là ông ngoại của tôi sao? Karen cũng bỏ cái nĩa xuống, đứng người lên nhìn về chỗ cửa trước. Cha của cháu đâu? Cha nói có việc, vừa đi. Ông nội, sao ông lại đến đây? Nhớ cháu, nên đến thăm. Lập tức, Karen trông thấy một ông lão đang cùng Richard đi đến. À, có khách đến à? Đúng vậy, ông nội, anh ta là bạn của cháu, Karen. Chào ngài, đại nhân. Karen hành lễ với ông lão. Karen cần phải xưng hô đại nhân và hành lễ đối với mỗi người trong nhà của Richard. Được rồi, Daron. Woman nhẹ gật đầu, ngồi xuống ở trên ghế sofa, ta cũng thấy đói bụng. Richard lập tức đi vào phòng bếp lấy nĩa và đĩa cho ông nội. Karen chú ý tới thần bào trên người của ông ta là màu xanh lam, phía trên có đồ án phù văn trận pháp rất rõ ràng. Daron ăn hai miếng thịt gà cuộn, lại ăn thêm một chút thịt bò, cầm lấy ly nước mà cháu mình rót ở bên cạnh, uống một hớp lớn, lúc này mới phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Hôm nay còn thiếu một chút nữa thì cao ốc giáo vụ triệt để sụp đổ. Hôm nay ông nội cũng có mặt ở chỗ tòa cao ốc à? Ừm. Daron nhẹ gật đầu, ta không chỉ ở đó, còn trông thấy cháu và người bạn của mình đang khiêng cáng cứu thương. Sao ông nội không gọi cháu một tiếng?
ta đang chủ trì trận pháp, đâu có rảnh mà gọi, cháu không sợ ta phân tâm rồi làm rơi cái mảnh cao ốc phía trên xuống đè chết cháu à? Lại nói tiếp, hôm nay cháu đến cao ốc giáo vụ để làm cái gì thế? Lãnh trợ cấp của cháu, sắp đến là kỷ niệm ngày kết hôn của ông và bà, cháu muốn chuẩn bị một phần quà kỷ niệm cho hai người. Nhưng phiếu điểm của cháu không đủ, nhớ đến cháu vẫn còn trợ cấp thần bộc chữa lãnh lần nào, nên đến nhận. Karen liếc mắt nhìn qua Richard, nếu như không phải cảm giác đặc biệt của cậu ta đối với mình, Karen thực sự nghi ngờ cậu ta, có phải là con ruột của Aisen hay là không? Daron cười rồi lấy một sổ tiết kiệm từ trong ống tay áo thần bào ra, đặt ở trên bàn trà. Lấy phiếu điểm trong đây mà dùng, ta sẽ không nói với bà ấy, đến lúc đó cho bà ấy một niềm vui bất ngờ. Được rồi ông nội, Richard khéo léo nhận lấy sổ tiết kiệm. Cái sổ tiết kiệm này là để giữ phiếu điểm, Karen cũng có một cái, hoặc là nói, mỗi một thành viên của thần giáo cho dù là thần bộc đều sẽ có. Nhưng Karen không có giữ phiếu điểm ở trong, thu nhập trong tiểu đội cũng cấp bằng hình thức tiền mặt. Bởi vì mỗi tháng anh cũng chỉ có 100 phiếu điểm trợ cấp, bỏ vào trong sổ tiết kiệm cả chục cả trăm nghìn phiếu điểm, cho dù là kẻ ngu đều sẽ biết rằng có vấn đề. May mắn là hôm nay có ông ở đây, nếu không thì cao ốc thật sự sụp đổ hết rồi, chết không biết bao nhiêu người đấy. Hôm nay có buổi họp của bộ môn chúng ta. Daron gật gật đầu, đúng vậy à, rất may mắn. Thật sự chỉ là may mắn sao? Lúc cao ốc sắp sập, bộ môn phụ trách duy trì trận pháp đang ngồi họp trong cao ốc. Cho nên, ông nội à, đây thật sự là tự biên tự diễn sao? Richard chủ động hỏi. Dillon nhìn thoáng qua Karen đang ngồi ở phía đối diện, lắc đầu, nói, không phải, thần giáo không mất mặt đến mức phải dùng loại phương pháp này. Vậy thì bởi vì sao? Richard tiếp tục hỏi. Daron có vẻ không muốn tiếp tục nói về cái đề tài này, mà chỉ nói, không phải cháu nói muốn gia nhập vào đòn roi kỷ luật sao? Đúng vậy, ông nội cuối cùng đã đồng ý rồi sao? Ta vốn cũng chưa từng phản đối, rất nhiều nhân vật lớn cũng theo con đường của đòn roi kỷ luật mà thăng chức lên cao. Phía trên cũng rất xem trọng lý lịch xuất thân từ đòn roi kỷ luật. Nếu cháu muốn lựa chọn con đường này, ta vẫn luôn rất tán thành nhưng cái tiểu đội mà ta chọn cho cháu. Cái tên đội trưởng Jandy lúc gặp mặt lần trước, cái dáng vẻ cung kính kia đối với ông và cháu, cháu cảm thấy không thích được. Đã cảm thấy đi theo một tên đội trưởng như vậy thì rất buồn chán, hoàn toàn không phù hợp tưởng tượng của cháu với đòn roi kỷ luật. Cháu vẫn muốn gia nhập vào cái tiểu đội kia, cái tiểu đội được điều đến từ thành phố Tăng Phổ. Lúc cháu đến thành phố Tăng Phổ thăm mẹ thì có nghe nói đến. Trước đó không lâu không phải bọn họ còn lập nên công lao rất lớn sao, diệt hai tiểu đội bị mê hoặc, gạt bỏ nhưng tên bị ô uế kia, còn lấy được đồng xu Varas. Hai cái tiểu đội bị mê hoặc kia, không phải là không thể cứu vớt bọn họ. Daron nhắc nhở, trong tình huống đi thì nên dùng phương pháp quả quyết nhất để giải quyết. Richard nói, tiểu đội có loại phong cách này mới đã nghiền. Rất hiển nhiên rằng, cậu, ta là người trẻ tuổi, rất thích phong cách làm việc của tiểu đội Neo. Karen bỗng nhiên có chút buồn cười, em họ của mình vậy mà muốn tham gia tiểu đội của mình. Cháu có biết ở trên hình dung cái tiểu đội này ra sao không? Họ nói bọn hắn là một đám chó săn. Dillon nói, ông nội, cháu cảm thấy có thể được hình dung thành một đám chó săn là sự ca ngợi lớn nhất dành cho tiểu đội này. Cháu hy vọng được vào trong tiểu đội này để được rèn luyện thêm. Cháu cũng tin chắc rằng sau này ông nội sẽ thấy được một con người mới của cháu. Đây chính là chỗ tốt của việc gia đình có thế lực. Dincom và PX lúc trước thì cũng chỉ có thể ngồi uống nước ngọt ở nhà tang lễ rồi ngây người mà nhìn trời. Nhưng Richard không chỉ có thể trực được sắp xếp gia nhập vào tiểu đội đòn roi kỷ luật để mạ vàng hồ sơ lý lịch, còn có thể dựa trên cơ sở này mà chọn lựa lựa. Richard càng nói càng thêm kích động, vì để ông nội giúp mình sắp xếp, cậu ta tiếp tục nói, ông nội, ngài cũng không muốn cháu sớm tìm bạn gái rồi kết hôn lập gia đình sao? Cháu biết ông vẫn luôn hài lòng với việc mẹ cháu chỉ sinh có một đứa con, chả nhẽ ông cũng không muốn được ẵm chắt trai chắt gái sớm một chút sao? Muốn thì tất nhiên là muốn nhưng cái việc này cùng với việc cháu gia nhập tiểu đội đòn roi kỷ luật thì có cái gì liên quan với nhau? Có liên quan, rất có liên quan. Richard đứng người lên, rất kích động và cũng rất sùng bái mà nói, cháu nghe nói cái tiểu đội này lần trước phụ trách nhiệm vụ bảo vệ cho chuyến đi của đảo Ám Nguyệt. Sau đó một đội viên trong tiểu đội của họ thành công để cho công chúa của đảo Ám Nguyệt ôm bụng bầu quay trở về. Karen nghe xong thì im lặng. Chương 686,
Phong ấn của tà thần, 1. Karen rất tò mò rằng cái lời đồn này được truyền ra bằng cách nào. Nhưng rất nhanh, Karen đã nhận ra được lời đồn đại này rất có thể là do chính đội trưởng truyền ra ngoài. Hắn làm vậy có thể là để tăng độ nổi tiếng của tiểu đội mình, cũng giúp cho việc dễ tranh giành những nhiệm vụ có phần thưởng tốt hơn trong tương lai. Loại chuyện như này, đội trưởng thật sự có thể làm được, có đôi khi hắn rất lạnh lùng, giống như là một nhà diễn tấu dương cầm vô cùng thanh lịch. Có đôi khi lại nói rất nhiều lời, tựa như những lần kéo người khác lại để kể câu chuyện cổ tích về chó săn và con vịt nhỏ. Có khi khẩu vị của hắn ta cũng rất lớn, trong lúc thi hành nhiệm vụ, sẽ không tiếc trả giá tất cả để đạt được lợi ích tối ưu nhất. Nhưng đồng thời trong lúc nhận được lợi ích lớn như thế, vậy mà hắn cũng không cảm thấy ngại mà đưa ra một cái hộp đầy những chiếc nhẫn làm bằng nhựa không. Đáng tiền, lúc trước Karen đã cảm thấy hình như đội trưởng có bệnh tâm thần phân liệt. Bức tranh chân dung phát hiện dưới tầng hầm phòng làm việc ở bảo tàng gốm Lê Ma là bằng chứng tốt nhất cho bệnh tình của hắn ta. Chỉ là, việc tuyên truyền có vẻ cũng rất có tác dụng. Chính người em họ này của mình rất một lòng mà muốn tham gia vào trong tiểu đội. Mặc dù biên chế của tiểu đội chỉ bao gồm một vị đội trưởng cộng thêm 12 người đội viên, nhưng đội viên ngoài biên chế của tiểu đội thì cũng không có giới hạn. Với lại, tiểu đội có sự gia nhập của loại thành viên có gia thế như Richard. Dù chỉ là ghi một cái tên vào danh sách thôi thì sự phát triển của toàn bộ tiểu đội về sau sẽ càng có nhiều ưu thế hơn, có thể nhận được sự chiếu cố từ nhiều mặt khác. Không phải mỗi một đội ngũ đều không thích loại công tử như thế, chủ yếu vẫn phải xem ích lợi cho đội có đủ hay không. Lúc này, Richard vẫn còn tiếp tục ngồi thuyết phục ông nội của mình. Ông nội, ông thử nghĩ xem. Nếu như trước đây ông sớm đồng ý để cho cháu gia nhập vào trong tiểu đội đó thì nói không chừng trong bụng của vị công chúa đảo ám nguyệt kia đã có chát trai của ông rồi. Karen không còn gì để nói. Nhưng trong khoảnh khắc yên lặng này, anh lại đột nhiên cảm giác được lời của Richard cũng có lý. Mặc dù Ophelia cũng không có mang thai, nhưng nếu như thật sự dựa theo lời đồn đại rằng Ophelia mang thai mà nói vậy thì đứa trẻ trong bụng thật sự là chát trai của ông lão đang ngồi trước mặt này. Cháu chỉ toàn đang nói bậy mà thôi. Daron cũng bị chính đứa cháu trai này của mình làm cho cứng họng. Ông ấy nhìn về phía Karen, nhắc nhở, cũng không sợ làm cho bạn bè cười chê. Không tin thì ông thử hỏi anh ta xem, này Karen, nếu như cho anh cơ hội, anh có muốn gia nhập vào tiểu đội đòn roi kỷ luật của đội trưởng Neo hay không? Karen có chút câu nệ mà cười cười, nhỏ giọng nói, nếu như thật sự có thể có cơ hội để gia nhập tiểu đội đòn roi kỷ luật thì tôi cũng đã rất hài lòng rồi, cũng không dám chọn lựa lựa gì thêm. Cháu đi mà xem bạn của cháu nói kìa, cháu thật là quá. Daron vốn là muốn dùng Karen để mỉa mai Richard, răn dạy cháu mình có phúc mà không biết hưởng, nhưng không biết vì cái gì. Sau khi nói được nửa câu, nhìn xem Karen đang ngồi ở chỗ đó với vẻ mặt có chút lúng túng, trong lòng ông không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng. Richard thì mở to mắt nhìn xem Karen, cậu ta cũng biết người bạn mới này của mình đang giả vờ, lúc trước anh ta đối xử với mình thì rõ ràng rất tùy ý. Ông nội giúp cháu một chút thôi mà, van cầu ông nội à, ông thử nghĩ xem, về sau cháu của ông sẽ được xưng là con một con chó săn nhỏ. Ông cũng sẽ rất nở mày nở mặt đấy. Cháu của ta được xưng là con chó nhỏ, vậy chẳng nhẽ ta trở thành một con chó già rồi à? Không phải, ông nội, đây chỉ là từ ngữ dùng để hình dung mà thôi. Richard nắm lấy bả vai của Daron, ông nội, cháu cũng muốn trưởng thành, cháu muốn trở thành một người đàn ông có thể gánh vác chuyện lớn. Karen nâng chén trà lên, uống một hớp nước, nhìn xem cảnh trước mặt này làm anh nghĩ đến ông nội mình. Dis hầu như cũng sẽ thỏa mãn tất cả yêu cầu của mình. Dillon trầm mặt, không nói lời nào. Richard thì vẫn đang tiếp tục năn nỉ. Karen chú ý đến vẻ mặt của Daron, anh hơi nghi ngờ một chút, chuyện này không lẽ đã giải quyết xong rồi. Đúng lúc này, tiếng chuông cửa vang lên. Karen đứng người lên, ra hiệu để mình ra mở cửa. Richard cười một tiếng cảm ơn Karen, nắm chặt thời gian tiếp tục tiến công năn nỉ ông nội mình. Đi đến cửa trước, mở cửa. Karen nhìn thấy người đang đứng ở bên ngoài là Neo. Neo thấy Karen ở chỗ này cũng có chút ngoài ý muốn, trêu chọc mà nói, cậu chính là cháu trai nhà Guman sao? Tôi là bạn của Richard. Karen trả lời, ngược cũng không cố ý nói rõ rằng chỉ mới quen vào hôm nay. Thật là trùng hợp. Đúng vậy, quả thật rất trùng hợp.
Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 687, Phong ấn của tà thần, 2. Neo không vội vã bước vào trong nhà, mà là rút ra một tấm giấy màu đen, không cần hắn gấp lại. Tờ giấy này giống như là tự gấp mình thành hình của một con quạ rồi sau đó bay từ lòng bàn tay của Neo ra ngoài. Karen cảm thấy mình cũng nên học tập cái thuật pháp này một chút. Fanny đang kiểm tra danh sách thành viên, còn thiếu một người là cậu. Ta thông báo cho Fanny, sợ mọi người cho rằng cậu bị đè chết trong tòa cao ốc giáo vụ rồi. Neo vừa giải thích vừa móc ra một cái hộp nhỏ từ trong túi, lại từ một đống nhẫn nhựa lít nha lít nhít trong hộp lấy ra một cái, đeo lên trên ngón tay của mình. Quả thật xém chút nữa là như thế rồi, đội trưởng, mặt nạ của ngài rơi ở chỗ nghĩa trang. Lúc đầu tôi muốn đi qua cao ốc giáo vụ để bỏ vào văn phòng cho ngài, lúc vừa dừng xe, cao ốc đã sập xuống. Cái mặt nạ mà Neo đánh rơi là mặt nạ màu đen của tiểu đội đòn roi kỷ luật, cũng không phải là loại mặt nạ giống như ở bảo tàng gốm Lê Ma chế tạo. Cái mặt nạ kia cũng không có tác dụng gì, ta để cho Fanny đi làm thêm một lô, không phải màu đen, mà là màu bạc. Mỗi người phát 3 tấm, chế tạo từ chất liệu đặc biệt, cậu có thể đến tìm Fanny để nhận, hoặc là lần sau. Lúc thi hành nhiệm vụ, Fanny mang đến cho cậu. Nguyên nhân thay đổi là bởi vì ta phát hiện mặt nạ của những tiểu đội khác ở thành phố York đều là màu đen, chúng ta không muốn giống với đám vịt nhỏ kia. Neo nói xong, đưa tay chỉ vào mặt mình, lần sau không cần vì chút chuyện vặt vãnh này mà đi một chuyến, cái thứ nhỏ nhặt như mặt nạ này có gì mà quý giá. Được rồi, tôi đã biết, đội trưởng, có điều, về việc của cao ốc giáo vụ, đội trưởng, ngài có biết nguyên nhân là gì sao? Ta cũng không có tham gia, nhưng ta có nghe nói một chút, chắc là muốn dùng lúc họp mặt, bắt một tên phản giáo, hoặc gọi là nội gian. Nhưng cho dù bố trí mọi việc tốt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ có sơ hở, để cho tên đó trước lúc chết kịp kích hoạt trận pháp không gian ở trong tòa cao ốc tạo ra sự hỗn loạn. Đó là một vị đồng nghiệp của ông lão đang ngồi ở trong nhà, cùng một cái bộ môn, ông ta là phó chủ nhiệm, tên phản giáo thì là chủ nhiệm. Nội gián, Neo xích mặt lại gần Karen một chút, nhỏ giọng nói, càng ở nơi xem trọng tín ngưỡng, thì sẽ càng dễ dàng xuất hiện nội gián có tín ngưỡng kiên định. Karen nhìn xem Neo, yên lặng mà nép người qua. Neo đi vào, Karen cũng đi theo hắn vào trở lại phòng khách. Chào ngài, đại nhân. Daron chỉ Neo, nói, được rồi, đừng có lại làm phiền ông, đội trưởng của cháu tới rồi kìa. Đội trưởng. Richard quay đầu nhìn về phía Neo đang đứng trong phòng khách. Ngài là đội trưởng Neo sao? Là tôi. Hai tay Richard nắm vào rồi lại thả ra nhiều lần, có vẻ rất hồi hộp. Daron mở miệng nói, đứa cháu này của ta giao cho anh đấy, làm phiền rồi. Cái này là vinh hạnh của tôi, cũng là vinh hạnh của tiểu đội, chỉ là bởi vì tiểu đội của tôi cũng đã đủ người từ lâu rồi. Cho nên không có cách nào cho cậu ấy vào trong biên chế. Cho nên bây giờ cậu ấy chỉ có thể tạm thời làm đội viên ngoài biên chế, chỉ là cậu ấy sẽ cùng với chúng ta làm nhiệm vụ. Cái này không có vấn đề gì. Daron cũng làm ngơ vấn đề biên chế, gia tộc Guman làm sao lại để ý đến cái biên chế nhỏ này. Xin ngài hãy yên tâm, đã có rất nhiều lần nhiệm vụ không có ai chết, tôi nghĩ sẽ rất sớm có vị trí thừa ra thôi. Vẻ mặt của Daron có chút cứng đờ lại. Nhưng lúc nhìn về phía cháu trai nhà mình thì lại phát hiện vẻ mặt cậu ta lại rất kích động. Neo quay người nhìn về phía Richard, tháo một chiếc nhẫn từ trên tay của mình xuống, đưa cho Richard. Richard vô cùng kích động mà nhận lấy chiếc nhẫn bằng cả hai tay. Karen đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy một màn này hình như cũng rất quen, hy vọng Richard có thể cố mà quý trọng chiếc nhẫn này đi, đừng có dùng sức mà thử, bẻ nó ra. Chắc hẳn một tòa cao ốc giáo vụ mới sẽ được tái xây dựng rất nhanh mà thôi, đến lúc đó cậu đến mà xử lý hồ sơ một chút. Được rồi, đội trưởng, tôi đã biết, chờ đến khi cao ốc giáo vụ hoạt động trở lại thì tôi sẽ đến làm ngay. Tốt. Neo nhìn về phía Daron, nói, đại nhân, vậy thì tôi đi trước đây. Anh có thể trò chuyện với cháu tôi thêm một lát, nó rất sùng bái anh đấy. Daron nói, tôi vẫn còn có việc. Neo rất thẳng thắn mà từ chối. Daron gật gật đầu, vậy thì anh mau đi đi. Neo cáo từ rời đi, Karen vẫn như cũ ngồi lại trong phòng khách. Richard cẩn thận từng ly từng tí mà cầm lấy chiếc nhẫn, đi đến trước mặt của Karen, hỏi, Karen,
anh có cảm thấy phong cách của đội trưởng Neo lúc nãy làm cho người ta rất tôn sùng hay không? Ông nội bảo ngài ấy ở lại, ngài ấy lập tức nói thẳng còn có việc, thật kích động khi tôi có thể đi theo một vị đội trưởng như ngài ấy. Chương 688, phong ấn của tà thần. A. À. Chúc mừng cậu. Karen cười nói, tôi cam đoan, chờ đến lúc đội trưởng ngồi kể cho cậu nghe về câu chuyện con vịt nhỏ, cậu sẽ càng kích động hơn. Daron đứng người lên, ông nội phải đi rồi sao? Việc đã giải quyết xong rồi, không đi thì ở đây làm cái gì, để bà của cháu ở nhà một mình, ông cũng không yên lòng. Ngày mai cháu sẽ đến thăm bà, lo mà làm tốt việc của mình đi, nếu có nhiệm vụ, trong lúc thi hành nhiệm vụ nhớ nghe theo lời của đội trưởng. Một đội ngũ được tạo thành từ những con chó săn thì không có chỗ cho một con thỏ trắng nhỏ. Ông nội à, cháu trai của ông cũng không phải là một bé thỏ trắng, ông cứ chờ mà xem. Ánh mắt của Daron lại nhìn qua trên người Karen, người trẻ tuổi này tuổi tác cũng không chênh lệch với cháu mình là bao nhiêu. Mặc một bộ trường bào màu đen, cho dù chỉ đứng yên ở đó, nhưng cũng đem đến cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái. Karen có phải không? Đúng vậy, thưa đại nhân. Bạn bè của Richard cũng rất nhiều, nhưng ta nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nó dẫn bạn bè về nhà chơi, cho dù là bạn gái của nó cũng chưa dắt về nhà lần nào. Đã hai đứa cũng hợp ý như thế, thì cố gắng làm bạn tốt của nhau, về sau nếu có chuyện gì, có thể để Richard tới tìm ta. Cảm ơn đại nhân. Karen biết, đây chỉ là một câu nói hình thức. Ông nội, để cháu tiễn ông. Richard đưa Daron đi ra ngoài, đứa cháu trai này lộ ra vẻ rất ân cần. Chờ đến sau khi Richard quay trở lại, Karen nói với cậu ta, thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng nên cáo từ. Không vội, cứ ngồi một lát, đi, tôi dẫn anh vào phòng sách của cha tôi ngồi chơi một chút. Không cần thiết phải như thế này à, như thế này mới, có vẻ chính thức chứ. Richard lôi kéo cánh tay Karen, ép đẩy Karen đi lên lầu, lúc trước Karen chỉ là tắm rửa trong nhà tắm lầu 2, cũng không có bước vào phòng, Richard mở ra cửa phòng sách lầu 2, mời Karen đi vào. Cứ tùy ý đi, cái phòng sách này lúc trước là của ông nội tôi, ông nội vì cần phải trông nom cho bà nội nên đã dọn đến một chỗ có suối nước nóng ở ngoại ô thành phố York để an dưỡng rồi. Bây giờ cái phòng sách này trên danh nghĩa là của cha tôi, nhưng cha tôi cũng rất ít khi về nhà, cũng không có dùng đến căn phòng này nhiều. Karen quét mắt nhìn qua những cuốn sách đặt trên giá. Thấy thích cuốn nào thì cứ trực tiếp lấy đi là được. Richard rất hào phóng mà nói, không cần, anh có thích đánh cờ không? Không thích, còn đánh bài thì sao? Không thích, hay là uống rượu không? Tầng hầm có hầm rượu đấy. Không thích, anh không có thứ gì để yêu thích thì sao có thể hòa nhập với mọi người được chứ? Không nên quá thanh cao nha. Richard dựa người vào giá sách, đánh giá Karen, người mà thanh cao giống như anh đây. Làm sao mà ở chung với người khác cho được. Cũng giống như tôi bây giờ này, đã chuẩn bị xong sẵn sàng để hòa mình vào tiểu đội mới. Karen cười cười, cùng ở chung với bọn họ, cũng không cần phải biết đánh bài hay uống rượu mà chỉ cần đủ biến thái là được. Yên tâm, chờ đến lúc tôi quen thuộc với mọi người trong đó, tôi cũng sẽ giúp anh vào trong đội. À mà anh làm việc dưới trướng thẩm phán quan, không phải là đang mở nhà tang lễ đấy chứ. Đúng vậy, cậu có muốn đến trải nghiệm thử một chút cho biết mùi không? À, Richard lơ đễnh, tôi sẽ đến tham gia tang lễ của kẻ mà tôi tự tay giết. Tôi đã chuẩn bị xong tâm lý sau khi tôi gia nhập vào tiểu đội. Mục tiêu thứ nhất mà tôi tự mình giết chết, tôi sẽ sắp xếp cho hắn một tang lễ thật long trọng. Nhưng tang lễ cũng không phải để an táng cho hắn, anh có biết là dành cho ai không? Chôn cất con người non nớt của chính cậu trong quá khứ. À, trời ạ. Anh nói tiếp câu này khiến tôi thật sự quá sảng khoái. Tôi chợt phát hiện ra trước đây đã không hiểu được con người của anh. Không cần thiết phải luôn luôn nhiệt tình giống như tôi. Nếu như quá nhiệt tình thì về sau người ta lại càng không biết trân trọng. Còn giống như anh luôn luôn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo như vậy, ngẫu nhiên nói ra một như thế sẽ có hiệu quả lớn hơn rất nhiều. Karen không thèm để ý đến cậu ta, mà là đem sự chú ý của mình hướng đến một bức ảnh chụp chung khác trong phòng sách. Trong bức ảnh chụp chung này là ba người trẻ tuổi, theo thứ tự là mẹ của mình và em trai em gái của bà. Cậu có vẻ rất có hứng thú với ảnh chụp của gia đình. Tôi đấy nhỉ? Ừm, có thể trông thấy bộ dáng lúc tuổi còn trẻ của hai vị thuật pháp quan đại nhân, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thuật pháp quan có cái gì mà hiếm gặp,
trong mắt người ngoài có lẽ cảm thấy cao không thể chạm, nhưng trong cái tầng lớp này cũng chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì có được, cho nên mới sẽ không trân trọng. Có lẽ vậy. Thật ra thì tôi vẫn luôn cảm thấy rất tò mò về vị bác gái này, mặc dù cha và ông nội tôi đều nói rằng bà ấy đã chết. Nhưng tôi cảm thấy bà ấy chưa chết, mà có lẽ đã rời nhà ra ngoài sống, mặc dù thi thể của người trong giáo hội sẽ bị mang đi sau khi họ chết, nhưng vẫn sẽ dựng lên một cái bia mộ, nhưng tôi chưa từng thấy người trong nhà bái tế qua bà ấy bao giờ. Trong này, chắc còn một đoạn chuyện liên quan đằng sau, sau khi mẹ của mình rời nhà đi rồi mất tích, sau đó xuất hiện ở nhà Inmerice rồi kết hôn với cha mình, cuối cùng là sinh ra mình. Nhưng có sự khác nhau với PALL, nhìn thấy ảnh chụp của bà ấy được trưng bày thoải mái ở nhiều chỗ trong nhà như vậy, có lẽ không phải là cắt đứt quan hệ với gia đình. PALL là bởi vì rời nhà hơn 100 năm rồi sau đó quay trở lại với tư cách của một vị tổ tiên. Nếu như cô ta rời nhà một năm rồi quay trở về thì sẽ được tiếp đãi theo một cách hoàn toàn khác biệt. Các bạn đang nghe chuyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 689, Phong ấn của Tà Thần, 4. Richard lại pha thêm một bình trà, quả thực giống như đang vừa uống trà vừa bàn bạc một chuyện gì lớn lao với Karen trong phòng sách. Cuối cùng, thấy thời gian thật sự đã quá muộn, Karen một lần nữa cáo từ, Richard cũng không có giữ lại, tiễn Karen xuống hầm để xe. Thật không phải, kéo anh trò chuyện với tôi lâu đến như vậy, Richard nói. Không có việc gì, tôi thật ra cũng rất thích tán gẫu với cậu. Karen ngồi vào trong xe, thế nhé, lần sau gặp lại. Lần sau lúc anh trông thấy tôi, trên mặt tôi chắc hẳn sẽ mang theo một cái mặt nạ màu đen, hy vọng anh không nên bị khí chất lạnh lùng của tôi hù dọa đấy. Đã sửa lại rồi, là mặt nạ màu bạc. Karen cười cười với cậu ta, khởi động xe rồi lái ra ngoài tầng hầm. Richard quay người vừa lên lầu thì lấy tay vỗ nhẹ vào trán mình, cái cảm giác thân thiết đáng chết này rốt cuộc là từ đâu mà ra. Trên đường lái xe bể, Karen do dự một chút, vẫn chạy ngang qua phố Ngô Đồng một chút, bên ngoài có cảnh sát đang phong tỏa con đường, có thể chạy ngang qua, nhưng không có cách nào chạy tiếp vào trong. Karen cũng lười dùng căn cước của mình mà vào trong xem, queo một cái, lái, về phía khu Lam Kiều. Lúc về đến nhà, trời đã rạng sáng. Karen cũng không biết phải làm sao, mỗi ngày về nhà muộn như vậy đều làm cho giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của mình bị đảo lộn. Vừa dừng xe xong, Karen đã nhìn thấy Alfred đi ra. Thiếu gia, ngài đã trở về rồi. Sao vẫn còn chờ thế? Karen nghi ngờ nói, anh có nói trước với Alfred sẽ về trễ, mặc dù mục đích lúc đầu nói lời này cũng không giống nhau, nhưng kết quả vẫn tương tự. Đáng tiếc là mình còn dự định giao lưu trao đổi thêm với Gray và Win, xác định lại thực lực lúc này của mình, chỉ có thể hẹn lại vào dịp khác. Thiếu gia, tôi dựa vào lời dặn dò của ngài, tìm ra phần liên quan đến việc giải phong ấn của Kevin, mời thiếu gia xem qua. Alfred lấy ra một bản bút ký màu đen đưa tới trước mặt Karen, phía trên còn kẹp lấy một cái kẹp sách. Để mai xem không được sao? Karen hỏi, thuộc hạ vẫn đề nghị thiếu gia nên xem vào lúc này. Được rồi, vào phòng sách xem. Karen cầm lấy bản bút ký mà bước vào trong phòng sách, Alfred mở đèn trong phòng lên. Lúc này, Kevin cũng chui vào trong phòng sách, ngồi trước bàn đọc sách của Karen, miệng mở rộng lè lưỡi thành một nụ cười ngây ngô, chỉ có điều cái đầu chó trụi lũi, có chút buồn cười. PALL đâu rồi? Karen ngồi xuống hỏi, ngủ rồi à? Ban đêm lúc mình về nhà, đều là PALL cưỡi Kevin xuất hiện để nghênh đón mình. Sau khi khôi phục lại một chút sức mạnh, buổi chiều cô ta rất vui vẻ mà dùng cầu lửa nấu một lò rượu, kết quả tiêu hao quá nhiều sức lực, đã ngủ mê man rồi. Ha ha, Karen lắc đầu cười, một màn này rất giống với dáng vẻ lúc mình bắt đầu học tập thuật pháp. À, đúng rồi, Alfred, anh giúp tôi tìm hai cái thuật pháp là hắc vụ hành trình và quạ đen giấy, ngày mai sau khi tôi thức giấc muốn thử luyện tập một chút, mong rằng sẽ không quá khó. Thiếu gia ngài lại nói đùa. Karen mở ra bản bút ký, trực tiếp lật chỗ kẹp sách, từ chỗ này là phần giới thiệu và giải thích kỹ càng về nguyên lý phong ấn tà thần của ông Hoven. Sau khi nhìn một hồi, Karen quyết định nhảy một bước, xem cách phá giải phong ấn. Sau khi lật hơn 40 trang, cũng sắp đến phần cuối,
rốt cục nhìn thấy tiêu đề giải thích cách mở từng tầng phong ấn. Ông Hoven bỏ ra hơn 40 trang để giải thích lít nha lít nhít về phong ấn của tà thần. Có thể thấy được việc phong ấn thành công tà thần của ông Hoven khiến ông xem trọng và vui mừng đến mức nào. Tương đương với một cuốn sách tham khảo, 95% nội dung đều là dự tính ban đầu và quá trình thực hiện của chính tác giả. Cách mở từng tầng phong ấn. Một mặt trước chú thích cái vật liệu và đồ vật phụ trợ cần chuẩn bị trước. Đến dòng cuối cùng phía dưới cùng nhất mới là bước đầu tiên. Sau cái dấu hai chấm còn có một phân đoạn. Karen lật giấy, phát hiện dòng mở đầu của mặt còn lại đó là bước thứ hai, dựa vào sự hiểu biết của bản thân để tiến hành vận chuyển theo bức vẽ cấu tạo của trận pháp. Hả? Còn bước đầu tiên đâu? Karen lại lật trở về, lại lật trở lại. Sau đó, anh chợt phát hiện có hai tấm giấy bị dán dính vào nhau. Ngẩng đầu nhìn Alfred một chút, tất nhiên anh ta đã sớm biết. Trên bàn sách có một con dao dọc giấy nhỏ, đây coi như là dụng cụ bình thường trên bàn đọc sách, lúc hủy đi thư cần dùng đến. Karen cầm lấy con dao từ từ cẩn thận từng chút một mà tách hai trang giấy dính liền vào nhau ra. Sau khi mở ra, Karen nhìn thấy nội dung hoàn chỉnh của bước đầu tiên. Sau đó, Karen ngẩng đầu nhìn Kevin đang ngồi chồm hổm ở trước mặt mình, mắt chó của Kevin đều híp lại thành khe hở. Phát huy sự hiền lành và ấm áp của một con chó lông vàng rất tinh tế, giống như là một đứa trẻ ngoan ngoãn đang chờ được thưởng một miếng thịt khô. Hôm nay nó nhìn PALL chơi cả ngày, trong lòng đương nhiên cực kỳ hâm mộ. Karen lần nữa cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua hết nội dung của bước đầu tiên. Đúng vậy, bước đầu tiên cũng ngắn gọn. Ngắn gọn đến mức chỉ là hai câu nói, nhưng hai câu này, ông Hoven lại dùng đến tận hai mặt giấy. Bên trái một mặt giấy viết là, cậu thật sự muốn mở phong ấn cho nó. Bên phải một mặt giấy viết là, điên rồi à. Chương 690, con chó dịu dàng, 1. Trước mặt Karen tựa như xuất hiện bóng dáng của ông Hoven, bản thân ông ấy đang tức giận đến nỗi nhảy dựng lên. Có lẽ trong mắt của ông ấy, một khi Karen lật xem đến tờ bút ký này thì có lẽ anh ta đã bị tà thần mê hoặc rồi. Đối với cảm xúc của ông Hoven, Karen có thể hiểu được, mặc kệ như thế nào thì thứ được phong ấn trong cơ thể của Kevin đó là một vị tà thần. Cho dù vị tà thần này đã sớm bước vào trạng thái của một con thú cưng, từ những việc như mở cửa và tắt đèn đã trở thành kỹ năng bẩm sinh. Không chỉ còn có cung cấp thuật pháp cho mình còn bị PALL xem như vật cưỡi chạy qua chạy lại suốt cả ngày, nhưng Karen chưa hề thật xem nó như là con chó nhà mình nuôi bao giờ. Thậm chí, phỏng đoán từ góc độ lòng người thì bây giờ con chó này biểu hiện ra vẻ ngoài càng hiền lành và chất phác. Nhưng có lẽ trong nội tâm của nó đã tích lũy lại không biết bao nhiêu oán hận và phẫn uất. Nhưng mà, Karen vẫn quyết định muốn mở ra phong ấn cho Kevin. Không phải là bởi vì anh nhân từ, cũng không phải là bởi vì anh suy nghĩ cảm tính, mà là thành viên trong tổ chức của mình vốn dĩ cũng không nhiều. Nếu như mình còn không thể tiến hành thưởng phạt phân minh, thì cái nhóm này cũng khó mà dẫn dắt. Phong ấn nếu là được tạo thành từ từng tầng chồng lên nhau, vậy mình chỉ cần tháo ra từng tầng một là được, cam đoan mình có thể luôn luôn đủ khả năng để ngăn cản nó. So với việc thân phận của mình bị bại lộ và gặp phải tình cảnh xấu hổ khi được phụng dưỡng từ giáo hội thì nếu như thân phận của Kevin bại lộ vậy thì chắc chắn sẽ gặp phải sự trấn áp không chút nương tay nào đến từ tất cả các giáo hội chính thống. Cho nên Karen cũng không lo lắng lắm về việc con chó này sẽ leo tường ra ngoài để mật báo. Lúc này, Kevin vẫn ngồi xổm ở đó có vẻ cũng đã nhận ra được điều gì, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về vị trí bàn đọc sách, nhưng vẫn duy trì nụ cười ấm áp ở trên miệng mình. Karen bắt đầu nhìn hướng xuống dưới, phương pháp thật sự để mở ra phong ấn bắt đầu từ bước thứ hai, từ bước thứ hai đến bước thứ 10, phương pháp tổng cộng có 9 bước. Ông Hoven cung cấp cho Karen tương đương với một bộ công thức, việc Karen cần phải làm, chỉ cần dựa theo trình tự để giải đề bài, từng bước thay công thức vào. Mặc dù ở phần cuối của một bước đều sẽ xuất hiện một câu cảnh báo của ông Hoven, bước thứ hai. Cháu thật sự đã nghĩ kỹ sao? Bước thứ ba. Ta cảm thấy cháu có thể ngồi suy nghĩ rồi cân nhắc lại. Bước thứ tư. Thế nhưng nó là tà thần đấy. Bước thứ năm. Bây giờ tỉnh ngộ thì vẫn còn kịp. Bước thứ chín. Thật sự quyết tâm muốn làm việc này sao? Bước thứ mười. Cháu sắp mở ra chiếc lồng của ác quỷ đấy. Sau khi xem hết toàn bộ nội dung một lần, Karen duỗi lưng một cái,
thuận tay lật đến một trang cuối cùng, chuẩn bị lắng một lời cuối cùng của ông Hoven. Kết quả, trên một trang cuối cùng viết, bởi vì lúc trước phong ấn Ranedan, Ladis bắt nó từ trong lồng ngực của cháu, lại moi ra từ trong lồng ngực của ông ấy, linh hồn của nó. Không, sự tồn tại của nó cùng với trong lúc ta tiến hành quá trình phong ấn, tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc lây nhiễm bởi dòng máu của gia tộc Imorais. Cho nên, cuối cùng có một tin tức tốt phải nói cho cháu, Karen bé bỏng à, cái trận pháp này của ta, chỉ có người có huyết thống của gia tộc Imorais tự tay tiến hành mới có thể giải trừ thành công. Suy nghĩ thêm đến sự ảnh hưởng từ nghi thức huyết tế của Dis trên đời này, ngài tà thần đại nhân của chúng ta cũng chỉ có thể được giải thoát khỏi phong ấn bởi hai người mà thôi, ngoại trừ cháu thì chỉ còn Dis. Đương nhiên, cũng không ngoại trừ thêm vài trường hợp đặc biệt, ví như lúc cháu ngẩng đầu nhìn lên, dường như có thể nhìn thấy những đấng tối cao đó, bọn họ chắc chắn có thể tùy ý mà phá bỏ phong ấn của nó, nhưng vấn đề là, ngài tà thần có dám đến nhờ bọn họ giúp đỡ hay không? Xin hãy đem đoạn chữ viết này cho nó đọc, ta tin tưởng nếu cháu đã có quyết định giúp nó giải trừ phong ấn thì nó cũng đã có năng lực đọc hiểu chữ viết. Cuối cùng, ta có một lời khuyên nhỏ dành cho ngài tà thần của chúng ta, đó chính là làm chó cho thật tốt vì đó là đường lui duy nhất dành cho ngươi. Karen sờ lên cái mũi, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, anh cảm thấy nếu đem đoạn nội dung này đưa cho Kevin nhìn thì có hơi tàn nhẫn đối với một con chó. Nhưng cuộc sống mà, cũng nên trải qua vài lần trắc trở và khó khăn thì con người ta mới có thể trở nên càng chín chắn. Đời người đã vất vả đến thế, đời chó cũng đâu không may mắn mà thoát khỏi. Cho nên, Karen chỉ ngón tay vào một trang bút ký này. Alfred đi đến trước, cầm lấy bản bút ký. Sau khi xem xong, thấy Karen cũng gật nhẹ đầu, anh ta đem bản bút ký đưa xuống trước mặt Kevin để nó xem. Từ việc cái đầu nhỏ của Karen lắc lư lên xuống qua trái qua phải có thể cho thấy nó thật sự là đang đọc, hơn nữa đọc rất cẩn thận. Chờ đến sau khi đọc xong câu cuối cùng, Kevin trừng mắt nhìn, tiếp tục lè lưỡi lộ ra nụ cười thật thà, cái đuôi vẫn đang vung vẩy. Alfred ngồi xổm ở trước mặt của Kevin, mở miệng nói, mặc kệ ngươi là đang thật lòng hay là nhẫn nhịn chịu đựng, ta chỉ hy vọng nhắc nhở ngươi một điều, ngươi đang gặp một lần kỳ ngộ lớn nhất trong cuộc đời của mình. Đấng vĩ đại đã cho ngươi thấy tấm lòng nhân từ bao dung và ý chí mênh mông của ngài. Cái này không liên quan đến việc ngươi là Kevin hay vẫn là Ranedan. Cho dù ngươi chỉ là một con chó lang thang ngoài đường, nếu đã ngồi ở vị trí này, cũng có thể được hào quang sáng chói của đấng vĩ đại chiếu xuống gột rửa cơ thể của ngươi. Bầu trời và mặt đất đều không hiền từ mà xem mọi vật như chó rơm. Kevin nghe xong thì chỉ im lặng. Ngươi có thể cảm nhận được thâm ý của câu nói này sao? Alfred hỏi. Kevin gật nhẹ đầu, lại lắc đầu. Các bạn vừa nghe xong tập 69 của bộ truyện số 13 Phố Minh của tác giả Thuần Khiết Tích Tiểu Long tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.